Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tuyết Dư Khay. Bản tin trưa ngày hôm nay gồm những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Giá vàng hôm nay ngày 27 tháng 9, tuần qua, giá vàng trong nước mất 1 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trong nước tuần qua giảm khá mạnh và hiện đã xuống quanh mức 55 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tuần qua bị bán tháo và mất gần 90 đô la Mỹ trên ounce. Tại thị trường vàng trong nước, sau khi giảm 50.000 đồng trên lượng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay, ngày 27 tháng 9 tại Hà Nội, đã chưa có thêm điều chỉnh nào. Hiện niêm yết ở mức 55,10 đến 55,62 triệu đồng trên lượng, mua vào bán ra. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC niêm yết ở mức 55,10 đến 55,65 triệu đồng trên lượng. Như vậy, tính chung từ đầu tuần, giá vàng SJC đã giảm 900.000 đồng trên lượng chiều mua vào và 1 triệu đồng trên lượng chiều bán ra. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay cũng không đổi so với cuối ngày hôm qua, hiện đứng ở mức 52,68 đến 53,53 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 7,4 đô la Mỹ xuống 1.861,2 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn COMEX New York giảm 13,4 đô la Mỹ xuống 1.855,5 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng thế giới phiên ngày thứ 6 chỉ có được mức hồi phục nhẹ, bất chấp lực cầu bắt đáy hoạt động tốt, nhưng do chịu sức ép của đồng đô la Mỹ mạnh nên đã kiềm chế khá nhiều đà tăng của vàng. Trong tuần, giá vàng giao ngay đã giảm tới 87,7 đô la Mỹ trên ounce, tương đương 4,5%, còn giá vàng tương lai giảm 92,2 đô la Mỹ trên ounce, tương ứng 4,7%. Khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco với 16 chuyên gia trên phố Wall, thì có 6 người dự báo vàng sẽ tăng giá, 5 người cho rằng giá vàng giảm và như vậy cũng đã có 5 dự báo giá vàng sẽ đi ngang. Đối với khảo sát trực tuyến, với 2.391 người tham gia, thì 50% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 34% cho rằng giá vàng giảm và 16% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi. Nhà phân tích kim loại quý Suki Cooper của Standard Chartered cho biết, nếu vàng không tìm được sự hỗ trợ vững chắc quanh mức 1.840 đô la Mỹ trên ounce vào tuần tới, thì giá vàng có thể lùi xuống dưới 1.800 đô la Mỹ trên ounce trước khi tăng trở lại. Còn Peter Hutt, người đứng đầu bộ phận giao dịch toàn cầu của Kitco Metals nói rằng, ông sẽ theo dõi chặt chẽ thị trường chứng khoán để xác định giá vàng đi về đâu. Sự hỗn loạn ngày càng tăng của thị trường chứng khoán và lo ngại rằng làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai đang buộc các nhà đầu tư phải bỏ vàng và cổ phiếu và chuyển sang tiền mặt để tìm kiếm sự an toàn. Tuần tới, dữ liệu quan trọng nhất sẽ được giới đầu tư tập trung chú ý quan sát là số liệu việc làm trong tháng 9 tại Mỹ. Và bây giờ xin mời các bạn lắng nghe bản giá vàng chi tiết được cập nhật vào lúc 2 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2020. Vàng SJC Hà Nội mua vào 55.100.000 đồng, bán ra 55.620.000 đồng một lượng. SJC Hồ Chí Minh mua vào 55.100.000 đồng, bán ra 55.600.000 đồng trên lượng. Vietinbank Gold mua vào 55.150.000 đồng, bán ra 55.670.000 đồng trên lượng. TPBank Gold mua vào 54.950.000 đồng, bán ra 55.550.000 đồng trên lượng. SCB mua vào 54.900.000 đồng, bán ra 55.500.000 đồng trên lượng. Manulife Bank mua vào 54.600.000 đồng, bán ra 55.800.000 đồng trên lượng. Sacombank mua vào 51.000.000, bán ra 57.000.000 đồng trên lượng. SHB mua vào 41.300.000 đồng, bán ra 41.820.000 đồng trên lượng. Mi Hồng SJC mua vào 55.070.000 đồng, bán ra 55.400.000 đồng trên lượng. BNG SJC mua vào 54.950.000 đồng, bán ra 55.550.000 đồng trên lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào 54.900.000 đồng, bán ra 55.400.000 đồng trên lượng.
Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 54.450.000 đồng, bán ra 55.350.000 đồng trên lượng. Linzy một lượng mua vào 52.850.000 đồng, bán ra 53.350.000 đồng trên lượng. Linzy nhẫn 24K mua vào 52.850.000 đồng, bán ra 53.350.000 đồng trên lượng. Nhẫn SJC 24K mua vào 52.800.000 đồng, bán ra 53.400.000 đồng trên lượng. Nhẫn trần trơn mua vào 52.680.000 đồng, bán ra 53.530.000 đồng trên lượng. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào 52.300.000 đồng, bán ra 53.100.000 đồng trên lượng. Bình Di nhẫn tròn 24K mua vào 52.250.000 đồng, bán ra 53.050.000 đồng trên lượng. Bình Di nhẫn tròn 18K mua vào 38.540.000 đồng, bán ra 39.940.000 đồng trên lượng. Bản tin xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.